Sáng 23 tháng 6, cả nước có 55 ca mắc COVID-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh đã 51 ca. Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế sáng 23 tháng 6 cho biết, có 55 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 51 ca, 4 ca còn lại tại hai tỉnh Bắc Giang và Nghệ An. Việt Nam có tổng số ca mắc COVID-19 là 13.782 ca. Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam Tính từ 18 giờ ngày 22 tháng 6 đến 6 giờ ngày 23 tháng 6 có 55 ca mắc mới, bệnh nhân 13728 đến 13782. Không ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 55 ca ghi nhận trong nước, tại thành phố Hồ Chí Minh 51 ca, Bắc Giang 2 ca và Nghệ An 2 ca. Trong đó 45 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Như vậy Tính đến 6 giờ ngày 23 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 12.065 ca ghi nhận nước và 1.717 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 10.495 ca, trong đó có 2.772 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 18 tỉnh bao gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên. Hải Phòng, Tây Ninh, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Thái Bình và Vĩnh Phúc đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Số lượng xét nghiệm từ ngày 29 tháng 4 đến nay đã thực hiện 2.598.405 xét nghiệm cho 5.928.149 lượt người. Về tình hình điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 377 ca, lần 2 là 132 ca và lần 3 là 141 ca. Số ca không qua khỏi là 69 ca và số ca đã điều trị khỏi là 5.546 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới. 2 ca bệnh BN13728 và 13729 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang, trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp, kết quả xét nghiệm ngày 22 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Hai ca bệnh BN13730 và 13731 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 22 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. 51 ca bệnh BN13732 đến 13782 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. 40 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly một ca liên quan đến nhóm chuyển giáo phục hưng và 10 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 174.948 người, chung tại bệnh viện là 1.930 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 41.097 người, cách ly tại nhà và nơi cư trú là 131.921 người. Về thông tin tiêm chủng, tính đến 16 giờ ngày 22 tháng 6, tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.569.156 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 133.843 người. Có thêm 107.772 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại 45 tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng trong ngày 22 tháng 6 như sau. Hà Nội 625 người, Hải Phòng 696 người, Thái Bình 266 người, Nam Định 696 người, Hà Nam 96 người, Ninh Bình 403 người, Thanh Hóa 2023 người, Bắc Ninh 871 người, 871 người, Hải Dương 36 người, Hưng Yên 637 người, Bắc Cạn 48 người, Quảng Ninh 2.715 người. Nghệ An 1441 người Hà Tĩnh 855 người Hà Giang 123 người Cao Bằng 632 người Sơn La 1.125 người Quảng Bình 559 người Quảng Trị 428 người Thừa Thiên Huế 540 người Đà Nẵng 1973 người Quảng Nam 677 người Quảng Ngãi 2802 người

Tiền Giang 277 người, Long An 1878 người, Lâm Đồng 1.356 người, Tây Ninh 1636 người, Cần Thơ 1.036 người, An Giang 2.810 người, Bến Tre 96 người, Đồng Tháp 2.457 người, Bình Dương 3.288 người, Bình Phước 4.360 người, bạc liêu 1.270 người các bệnh viện và viện trường 10.798 người và Bộ Quốc phòng 2.284 người. Bệnh nhân nội trú xin về nhà học trực tuyến sau đó mắc Covid-19. Thời điểm bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2, một người phụ nữ điều trị nội trú không có mặt. 4 ngày sau, người này được phát hiện mắc Covid-19. Chiều 22 tháng 6, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cho biết từ ngày 14 tháng 6 đến nay, tại tỉnh ghi nhận 33 ca nhiễm COVID-19 tại 5 thành phố và huyện. Đáng chú ý, trong số ca mắc mới trong ngày 21 tháng 6, có trường hợp một nữ bệnh nhân quê huyện Nam Đàn từng vào điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, có lịch trình di chuyển phức tạp. Theo khai báo y tế và điều tra dịch tễ, bệnh nhân 44 tuổi, ngụ tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, ở nhà một mình không đi đâu từ ngày 1 đến 13 tháng 6. Ngày 14 tháng 6, bệnh nhân nhờ bạn trở đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã được làm test nhanh COVID-19 cho kết quả âm tính. Bệnh nhân vào khám dịch vụ có làm cận lâm sàng, sau đó vào đó vào điều trị tại khoa nội tổng hợp. Trong phòng điều trị có 4 người, hàng ngày xuống lấy đồ ăn từ người nhà đưa vào qua cổng có tiếp xúc với bảo vệ, có đeo khẩu trang, không tiếp xúc với người nhà. Chiều 16 tháng 6, bệnh nhân xin về họp trực tuyến tại nhà, trong phòng họp chỉ có một mình. Ngày 17 tháng 6, bệnh nhân nhờ bạn trở xuống điều trị nhưng bệnh viện đa khoa thành phố Vinh phong tỏa do có ca bệnh ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh từng đến khám trước đó nên bệnh nhân trở về nhà. Đến đêm 20 tháng 6, bệnh nhân thấy mệt mỏi, có sốt, đến trung tâm y tế huyện Nam Đàn khám, xét nghiệm real time PCR cho kết quả dương tính. Theo báo cáo từ bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, thời điểm bệnh nhân này tới khám vào sáng 14 tháng 6, bệnh nhân không ho, không sốt, không tức ngực, không khó thở và không có yếu tố dịch tễ. Bệnh nhân được chẩn đoán lúc vào viện với bệnh chính là rối loạn chức năng tiền đình. Bởi vậy trong quá trình ở bệnh viện, bệnh nhân chưa có các dấu hiệu nguy cơ, không có chỉ định xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Sau đó, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã tạm thời phong tỏa khoa nội tổng hợp, đồng thời xét nghiệm real-time PCR cho toàn bộ y bác sĩ, người bệnh, người nhà người bệnh đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Hiện tại, 908 mẫu xét nghiệm đều âm tính. Qua truy vết, tại huyện Nam Đàn có ít nhất 11 F1 của bệnh nhân nói trên. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hồng Trường, giám đốc bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cho biết, không có chuyện bệnh viện cho phép bệnh nhân điều trị nội trú rời bệnh viện. Trường hợp này bệnh nhân tự bỏ viện điều trị nội trú, phía bệnh viện đã liên lạc sau khi phát hiện bệnh nhân này không có mặt ở phòng bệnh nhưng đều không được, ông Trường nói. Kiên Giang học khẩn sau 2 ca nghi mắc COVID-19 chiều 22 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Kiên Giang họp khẩn sau khi có hai trường hợp trở về từ Malaysia nghi mắc COVID-19. Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có 67 công dân từ Malaysia trở về địa phương. Những người này ngay khi về nước đã được đưa vào cách ly tập trung tại tỉnh Tiền Giang trong vòng 21 ngày. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, họ được theo dõi tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Tuy nhiên, chiều 21 tháng 6, CDC Kiên Giang tiến hành xét nghiệm lần cuối trước khi kết thúc toàn bộ quá trình cách ly thì phát hiện hai trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện nay, tỉnh đã lập hồ sơ báo cáo Bộ Y tế để lấy mã số bệnh nhân, đồng thời chỉ đạo các địa phương truy vết các trường hợp tiếp xúc. Đến 16 giờ ngày 22 tháng 6, các địa phương đã truy vết được 30 trường hợp F1, 22 trường hợp F2 và 76 trường hợp F3. Việc khoanh vùng đang được khẩn trương thực hiện, có 7 huyện của Kiên Giang có công dân từ Malaysia trở về, tất cả các địa bàn có những người này về đều sẽ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Dự kiến trong ngày mai 23 tháng 6, tỉnh Kiên Giang sẽ cân nhắc việc phong tỏa một số khu vực có ca nghi mắc COVID-19. Trước đó, trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo thành phố Phú Quốc đã đề xuất khẩn trương tiêm ngừa vaccine cho 100% người dân trên đảo để sớm triển khai việc đón khách quốc tế trên cơ sở hộ chiếu vaccine. Ngoài ra, đảo Phú Quốc cũng dự kiến sẽ thu phí xét nghiệm 100% du khách tới đây qua đường hàng không. Đắk Lắc, nữ giáo viên nhiễm SARS-CoV-2 đã khỏi bệnh. Sáng ngày 22 tháng 6, bác sĩ Nay Phila, giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, nữ bệnh nhân 7.186 ngụ tại xã Cư Mốt, huyện Ia Leo đã được xuất viện, đưa về cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Trước đó, bệnh nhân 7.186 là nữ giáo viên trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh của hội truyền giáo Phục Hưng khi trở về địa phương, huyện Ia Leo, tỉnh Đắk Lắk đã chậm khai báo y tế, di chuyển đến nhiều địa điểm khiến cho các lực lượng chức năng phải thần tốc truy vết các F1, F2. Trong đó, Ủy ban Nhân dân huyện Ia Leo buộc phải phong tỏa 3 thôn và 9 điểm với hơn 2.500 dân, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 với thị trấn Ia Drang, xã Ia wi xã Cư Mốt với 36.000 dân. Theo bác sĩ Phila, bệnh nhân 7.186 sau 21 ngày điều trị qua 3 lần xét nghiệm đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân không sốt, không ho và đã ổn định nên được cho xuất viện đưa về cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Đại diện Bộ Y tế kiến nghị cấp phép vaccine Nanocovax là nóng vội, chưa đầy đủ dữ liệu khoa học. Trả lời báo chí sau kiến nghị của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen về việc xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax, ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế khẳng định. Trong bối cảnh hiện nay, việc cấp phép khẩn cấp cho một loại vaccine phòng COVID-19 là điều cần thiết. Tuy nhiên, tất cả phải trên nguyên tắc đầy đủ các dữ liệu về mặt khoa học, phải chứng minh và trả lời được ba câu hỏi lớn là có an toàn không, có sinh miễn dịch không và điều đặc biệt quan trọng đó là có hiệu lực bảo vệ không. Như vậy, với vaccine Nanocovax, ông đánh giá đã đáp ứng các dữ liệu cần thiết hay chưa? Tôi không nói là vaccine này không an toàn, không đảm bảo tính sinh miễn dịch và không có hiệu lực bảo vệ, nhưng hiện đang còn trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, chưa xong và chưa có dữ liệu gì cả. Kiến nghị này rất khó được chấp thuận bởi đây thuộc thẩm quyền chuyên môn của Bộ Y tế và để quyết định có cấp phép khẩn cấp hay không, Bộ Y tế cần có các đội khoa học. Khi đưa ra kiến nghị này, Nanogen có nêu kết quả thử nghiệm lâm sàng, khả năng sinh miễn dịch của vaccine Nanocovax đạt 99,4%, nếu so sánh với các loại vaccine khác trên thế giới là không hề thua kém và có phần cao hơn. Đó chỉ mới là tính sinh miễn dịch, nhưng miễn dịch này liệu có giảm được tỷ lệ mắc COVID-19 hoặc mắc rồi có giảm nhẹ tình trạng bệnh hay không thì chưa có kết quả. Hiện nay, vaccine Nanocovax đã đi qua giai đoạn 2 của cuộc thử nghiệm và theo đánh giá, có sinh miễn dịch rất tốt. Tuy nhiên, việc nghiên cứu mới chỉ ở cỡ mẫu vừa phải, mấy trăm người, chưa nói lên điều gì, trong khi với vaccine, đòi hỏi cỡ mẫu phải vào chục ngàn người. Tương tự giai đoạn 3 cũng mới chỉ tiêm xong mũi một cho 1 cho 1.000 người và cỡ mẫu này vẫn chưa đủ để đánh giá. Trong khi theo kế hoạch, cỡ mẫu giai đoạn 3 thử nghiệm trên 13.000 người. Ngoài ra, sau tiêm thử nghiệm mũi 2, sau 28 ngày, cơ quan chuyên môn cần phải tiếp tục đánh giá sau 36, 45 và 56 ngày sau tiêm. Trên cơ sở đó mới đủ tiêu chuẩn đánh giá tính sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ lực bảo vệ ra sao. Như vậy, ít nhất phải sau 2 tháng và thử nghiệm trên cỡ mẫu này mới có thể đánh giá. Vậy về kiến nghị này của Nanogen, quan điểm của ông như thế nào? Quan điểm của Bộ Y tế cũng như cá nhân tôi là hoàn toàn ủng hộ cho sự nghiên cứu phát triển vaccine trong nước để chủ động được nguồn vaccine của Việt Nam. Đây là chỉ đạo rất đúng của chính phủ nhưng trước khi một loại vaccine đưa ra tiêm rộng rãi cho người dân, về nguyên tắc, Bộ Y tế phải có các dữ liệu về an toàn, tính sinh miễn dịch và đặc biệt là hiệu lực bảo vệ. Bởi vì vấn đề sau này, Bộ Y tế và tôi phải giải trình với xã hội, với người dân, vaccine này có hiệu quả hay không, căn cứ vào đâu để nói là hiệu quả và tại sao đồng ý cấp phép. Mục tiêu của ngành y tế là bảo vệ sức khỏe người dân do đó với trách nhiệm là cơ quan phát triển công nghệ và cơ quan quản lý phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là vaccine, chúng tôi không thể nói loại vaccine này tốt lắm để cấp phép khi chưa đủ các dữ liệu khoa học cần thiết. vậy trước đó kiến nghị này Bộ Y tế có được biết và thông qua trước không thưa ông? Là người theo dõi sát phản biện, góp ý và hướng dẫn cho công ty Nanogen trong suốt quá trình nghiên cứu, nhưng tôi hoàn toàn không được biết về kiến nghị này. Nhưng đây là quyền của doanh nghiệp, nếu họ thấy cần thiết thì kiến nghị, còn cho phép hay không? cơ quan quản lý phải căn cứ vào các quy định tôi cho rằng kiến nghị của nanogen là quá sớm và nóng vội khi chưa đầy đủ các dữ liệu về mặt khoa học